Lào. Mưa gió làm gì được? Ghê thiệt. Đứa hàng xóm. Đứa hàng xóm nó ghê gớm, thấy nó chửi chồng nó như thế này, nó nói chửi chồng nó gần như em. Đứa đấy nó nói gần giống em. Đừng để em cho ăn mì tôm cả tháng nhá. Mất em lại túm tức không cho giặt quần áo nữa thì nha. Gì? Em cấm anh không giặt quần áo á? Cấm không được giặt quần áo, không được nấu cơm. Thế anh có phải là không được mặc quần áo, không được ăn cơm, ăn mì tôm gì nữa. Thế à? Có làm gì đâu. Đang ngoan thế mà bảo vợ là chửi chồng như hát hay à? Bà là vợ hàng xóm, thằng hàng xóm. Hàng xóm nhá. Nó chửi chồng nó mà gần bằng vợ nói chuyện với anh này này. Gần bằng vợ nói chuyện với anh, ý anh là sao? Ý này con nó chửi chồng nó mà còn chưa bằng vợ nói chuyện với anh. Nhưng mà em nói chuyện với anh ghê quá, anh như thế nào? Không, ý anh là con ấy nó chửi chồng nó mà còn không bằng em nói chuyện với anh. Là như thế. Xem vợ hàng xóm hay là chê vợ hàng xóm? Chê.